Hôm nay thầy Minh cùng với các em sẽ chữa đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 môn hóa học sớm nhất Việt Nam. Nào các bạn cùng comment đáp án của thầy Minh nhá. Chúng ta cùng làm những điều sớm nhất Việt Nam ạ. Ok ạ, chiến đấu, let's go. Nào các bạn cùng chiến đấu cùng thầy nhá. Các bạn chiến đấu cùng thầy nhá, các bạn cùng comment đáp án nhá, xem các bạn làm đúng hay làm sai nhá. Nào chúng ta cùng chiến đấu này, xem mình làm đúng hay làm sai. Câu đầu tiên ạ. Câu số 41, kim loại sắt được điều chế trực tiếp từ Fe2O3 bằng phương pháp nào sau đây ạ? Nào, kim loại sắt được điều chế thực ra nhá. Thực ra ấy, cái câu này của các em ấy, trúng tủ rất là nhiều. Trúng tủ rất là nhiều luôn. Ở cái câu số 41 này, nó trúng y xì như một vài cái câu bên trong cái đề của thầy mình. Rất dễ luôn, mình sẽ có câu 41 ạ. Điều chế Fe thì là chúng ta chủ yếu là sử dụng bằng phương pháp nhiệt luyện các em nhé. Đáp án đúng đáp án A. Nhiệt luyện ạ. Nhiệt luyện ạ. Nhiệt luyện ạ. Câu 42 ạ. Giỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa keo màu trắng? Thì NH3 là có tính bazơ các em nhé. NH3 này nó vào trong dịch AlCl3 này, trong môi trường nước này, thì sẽ thu được là AlOH 3 lần. Đây chính là kết tủa keo trắng nhá. Đây chính là kết tủa keo trắng. Và cái câu 42 này này, cái câu 42 này này lại là một cái câu cũng trúng. Cũng trúng với đề bí kíp luyện đề của thầy mình. Vậy đáp án đúng của câu 42 chúng ta là đáp án 42 đáp án B. 42 ạ, đáp án B các em nhé. 42 ạ, đáp án B ạ. 43. 43. Axit acetic thì có công thức là gì ạ? Câu 43. Axit acetic thì có công thức là gì? Ở câu 43 này chúng giống y xì như câu 51 trong bộ 10 đề trọng điểm 9 cộng, đề số 01. Mà thầy Minh like ở bên trong khóa 15 ngày chinh phục 9 cộng nhá. Thì công thức của axit acetic rất đơn giản thôi, nó chính là gì ạ? BCH3COH. Quá đơn giản luôn. Câu 44, câu 44 này là nó tương tự như câu số 44, là nó tương tự như câu số 1 trong đề luyện não sáng sớm trong khóa 15 ngày chinh phục 9 cộng, đề số 02 phần hữu cơ của thầy Minh. Câu 44 này, thủy phân hoàn toàn triglyceride X trong dịch NaOH thì thu được C17H35COONa các em nhé. C17H35COONa. Vậy thì công thức của X nó sẽ là C17H35CO tất cả 3 lần C3H5. Đáp án đúng là đáp án C. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 45. Ui dồi ôi, câu 45 này nhá. Câu 45 này chúng y xì câu 46. Không sai một chữ luôn. Trong đề số 10 khóa bí kíp luyện đề của thầy mình nhá. Đây là khí chủ yếu gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Đó chỉ có thể là khí CO2 mà thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Nói chung là đề này thì chúng ta chỉ có sai ngu thôi. Sai ngu thì mình mới không được 9, chứ còn đề này 9 nằm chắc trong tay luôn rồi. Đúng không ạ? Nào tiếp tục ạ các em ơi. Tiếp tục nào. Câu 46 ạ. NaHCO3. Câu 46 ạ. NaHCO3. Câu 46 này là trúng tủ câu số 5 trong đề 100 câu truy vết kiến thức live tối ngày 28 tháng 6, là tối hôm qua, trên fanpage của thầy Minh ấy nhá. Trúng tủ luôn, trúng y xì luôn câu 46 nhá. Ở đây ạ, đáp án đúng của chúng ta, nếu bạn nào mà xem live tối hôm qua là xịn luôn. Natri hydrocarbonate, đáp án đúng là đáp án D ạ. Natri hydrocarbonate NaHCO3. Câu 47. Câu 47 thì trong đề của thầy Minh hỏi về số nguyên tử hydro, thì đề này hỏi về số nguyên tử carbon nhá. Câu 47 ạ, trong đề thầy Minh hỏi về số nguyên tử hydro, nhưng đề này thì lại hỏi về số nguyên tử carbon cơ. Thì ở đây mình sẽ có xác carozơ, công thức là C12H22O11. Được không ạ? C12 ạ. H22O11. Vậy thì công thức số nguyên tử carbon nó sẽ là 12 ạ. Câu 47 đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A.
câu 48. Úi dồi ôi, các bạn ạ, câu 48 này này chúng y xì câu 60 trong bộ thực chiến 8 cộng đề số 01 like trên fanpage của thầy mình. Y xì luôn, không sai một chữ nào luôn. Thế chưa? Thế mới xịn chưa? Nào mình có này, câu 48 ạ, hợp chất C2H5 NHCH5 thì có tên gọi là diethylamine. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C, diethylamine. Câu 49. Câu 49 ạ. Nào 49 đáp án gì ạ? Nào 49 các bạn chọn đáp án gì ạ? À, các bạn cùng vào đây theo dõi xem thầy mình công bố đáp án để cho bạn check nhá. Câu 49 ạ. Đốt cháy hoàn toàn bột sắt. Úi dồi ôi. Câu 49. 49 này giống giống y xì trong đề của thầy, nhưng 49 đề của thầy chỉ hỏi là sắt tác dụng với lại clo tạo thành gì thôi. Thì thầy là tạo thành FeCl3 chứ thầy không hỏi là số oxy hóa nhá. Đây là mã đề 208 các em nhá. Thầy đang chữa mã đề 208. Câu 49 ạ. Đốt cháy toàn bộ sắt trong khi clo dư thì mình sẽ thu được là FeCl3, và trong này thì sắt số xóa là dương 3 nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Đáp án D ạ. Câu 50 ạ. Này, câu 50 này giống y xì câu 51 trong đề số 20 khóa bí kíp luyện đề của thầy mình. Khóa S3 đấy ạ. Y xì không sai một chữ nào luôn. Công thức của metin acetat đây ạ, metin này, acetat này. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ metin acetat. Câu 51. Câu 51. Nào. 51 các bạn chọn đáp án gì ạ? 51 các bạn chọn đáp án gì ạ? 51 các bạn chọn đáp án gì ạ? 51 các em ơi. 51 ạ. Tôi chúng nhiều lắm. 51 giống y xì câu 59 trong đề số 08 khóa bí kíp luyện đề. Giống y xì luôn. Như là những cái thanh niên nào mà học khóa bí kíp luyện đề của thầy mở ra đề ra mà mở ra đề ra nhìn phát biết luôn. Nhá, hợp chất CrOH 3 lần có tên là chrome 3 hydroxit. 51 đáp án A. 52 ạ. Câu 52 ạ. Câu 52 giống y xì câu 49 trong khóa luyện não sáng sớm vô cơ đề số 05. Mà trong cái khóa là 15 ngày chinh phục 9 cộng của thầy mình. Xương xương thôi. Xương xương đã trúng rất nhiều rồi. Trong cùng điều kiện ion kim loại nào sau đây có tính ô xóa là mạnh nhất? Thì tính ô xóa mạnh nhất của chúng ta đó là đồng 2 cộng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 53. Câu 53 đề hỏi chúng ta về thạch cao nung. Câu 53 các em nhá. Nào câu 53. 53 các bạn theo dõi này này. Câu 53 thôi cố gắng lên, cái đề này không sai ngu được đâu. Câu 53. 53 chúng y xì câu 45 đề số 13 trong khóa bí kíp luyện đề. S13 thì vẫn gọi là S13. Y xì luôn. Thạch cao nung. Thì công thức thạch cao nung là C4 ngậm nước. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 54. Câu 54 tạo thành khí. Tạo thành khí tạo thành khi cho magie tác dụng bốn loãng, thì cái câu này giống y xì một cái câu trong đề của thầy Minh. Nhưng mà câu trong đề thầy Minh là khí tạo thành khi cho magie tác dụng HCl. Còn ở đây đề là khí tạo thành khi cho magie tác dụng H2SO4 loãng nhá. Magie này tác dụng với H2SO4 loãng thì tạo thành MgSO4 cộng với lại H2 bay lên. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đó là đáp án B, khí hydro. Câu 55 ạ. Câu 55 giống y xì y như đúc 100%. Câu 52 đề số 15 khóa bí kíp luyện đề. Y xì luôn. AlOH3 lần tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3? Thì câu 55 đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B các em nhé. 55 đáp án B. Câu 56 ạ. Câu 56 ạ. Câu 56 các em ạ giống y xì như câu 46 trong đề 01 bộ 10 đề chống sai ngu lý thuyết hóa của thầy mình. Các bạn thấy kinh không? Chúng cực kỳ nhiều luôn ạ. Chúng cực kỳ nhiều luôn. Bạn nào mà học thầy Minh thì bây giờ là quá ngon lành rồi. Nói chung là chỉ có đi thi và tô thôi. Dung dịch chất nào sau đây làm quý tím chuyển sang màu đỏ thì nó là HCl bởi vì nó có tính axit. Câu 57 ạ. Câu 57 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại tripeptide? Câu 57 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại tripeptide? Thì câu 57 giống y xì như câu 20 trong đề hữu cơ số 03 luyện não sáng sớm khóa 15 ngày chinh phục 9 cộng của thầy mình. Chất nào sau đây thuộc loại tripeptide thì nó là glyalagly. Câu 58. Câu 58 giống y xì câu 62 trong đề số 04 khóa bí kíp luyện đề.
thầy vẫn gọi đó là S4 ấy. Khóa bí kíp luyện đề: chất nào sau đây làm mềm được nước cứng có tính cứng vĩnh cửu thì nó là Na3PO4. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 59. Câu 59 trùng y xì như câu 53. Để 100 câu truy vết kiến thức live tối ngày 28 tháng 6 trên fanpage của thầy mình nhá. Ở đây ạ, ở điều kiện thường kim loại nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng? Đáp án đúng là đáp án C, thủy ngân. Thủy ngân tồn tại ở điều kiện thường trạng thái lỏng. Những bạn nào mã đề 208 vào đây nhá. Những bạn nào mã đề 208 chui hết vào đây. Ok không ạ? Câu 60 ạ. Ui dồi ôi, câu 60 này. Câu 60 mà bạn nào mà học theo thầy Minh thì có mà chúng cực kỳ sướng luôn. Câu 60 tối hôm qua live đây. 60 câu chính là câu số 8 trong đề 100 câu truy vết kiến thức live tối 28 tháng 6 trên fanpage. Polyvinyl chlorua được điều chế trực tiếp từ monomer nào đi từ vinyl chlorua? Đáp án đúng là đáp án B. Câu 61. Câu 61 này trúng dạng rồi, bởi vì là cái này là nó liên quan đến tính toán. Tính toán là nó chỉ trúng dạng là thôi các em ạ, chứ tính toán là không trúng được số. Trúng là số thì chắc thầy Minh không ngồi đây với các em, mà khéo thầy Minh ngồi sau song sắt rồi. 61 này. 11 gam hỗn hợp X gồm magie, nhôm, kẽm bằng oxy thu được 17,1 gam hỗn hợp Y gồm các oxit nha, gồm các oxit magie, nhôm, kẽm và oxy trong oxit. Được không ạ? Bây giờ cho hết toàn bộ vào này tác dụng HCl thì cần bao nhiêu V ạ? Thế thì ở đây mình bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của oxy. Mình có khối lượng số mol của oxy thì nó chính bằng 17,1 trừ đi 17,1 trừ đi đây khối lượng của oxy trong oxit luôn, số mol oxy trong oxit luôn. Số mol của oxy trong oxit các em nhá. Bằng này 17,1 trừ đi 11 chia 16 bằng 17,1 trừ 11 bằng chia 16 bằng 0,17,1 này trừ đi 11,5 ạ. Đấy, tí toang nhá, 11,5 trừ 11,5 ạ, 17,1 trừ 11,5 bằng chia 16 bằng 0,35. Thì suy ra số mol H cộng chính bằng 0,7. Vậy mình tìm được V là 0,7 chia 2 bằng 0,35. 0,35 là tương ứng với 350 ml. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ qua đơn giản luôn nhá. Quá đơn giản luôn các em ạ. Đấy, câu 61. Câu 62 ạ. Câu 62 ạ. Câu 62 ạ. 62 này thì ở trong đề thì Minh thì là cho là Fe2O3 vào HCl chứ không phải H2O4 nhá. Thì đây nó là gọi là tương tự, nhưng thôi thì mình không xếp, không thèm xếp chúng nhiều quá, không thèm xếp vào chúng luôn. Chúng nhiều quá không thèm xếp vào chúng luôn. Cái lúc nào mà nó chúng y xì thì gọi là chúng, chứ còn những cái câu này là tương tự. Những câu này là H24 với HCl nếu mà cho vào nữa thì là gọi là chúng hết đẻ. Đúng không ạ? Nào mình sẽ có này. Fe2O3 và H24 loãng dư thì thu được dung dịch X. Vậy dung dịch của chúng ta nó là đây, Fe2O3 vào H2SO4 loãng dư thì dung dịch X của chúng ta là Fe2SO4 3 lần cộng với NaOH dư thì mình sẽ thu được kết tủa. Đúng không ạ? Kết tủa là kết tủa FeOH 3 lần. Ok chưa? Vậy công thức của Y, kết tủa Y là FeOH 3 lần các em nhé. Kết tủa của Y chính là FeOH 3 lần. Ok chưa? FeOH 3 lần. Đáp án đúng là đáp án A. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Quá đơn giản. Đúng không? Quá đơn giản. Quá dễ dàng. Tiếp tục ạ, câu 63. Câu 63 là một câu rất hay. 63. Từ m kg mùn cưa chứa 50% cellulose, cen là C6H10, O5 bỏ n đi, ra được glucose C6H12O6, số mol 80 chia cho 180. 180 bằng 0,80 này, kg glucose chia cho 180 bằng phân số 4/9, mà hiệu suất ở đây là 0,8. Vậy suy ngược lại số mol của sen là 4/9 chia 0,8 bằng được bao nhiêu nhân 162. Ra khối lượng
Nhưng chỗ này là mùn cưa chứa 50% cellulose lại phải chia cho 0,5 nữa. Kết quả bằng 180g, 180kg. Nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta, được chưa? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D ạ, 180 ạ. Câu 64 ạ. Câu 64 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Câu 64 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Ok chưa? Rất là dễ thôi các em ơi. Phát biểu sau đây là sai ạ. Glucose khả năng tham gia phản ứng trang bạc, đúng. Cellulose. Cellulose. Nào các bạn cũng đọc to này. Cellulose và tinh bột đều thuộc loại polysaccharide. Cellulose và tinh bột đều thuộc loại polysaccharide, đúng. Cellulose có cấu trúc, có cấu tạo mạch không phân nhánh, đúng. Thủy phân xác chỉ thu được glu là sai. Thủy phân xác mình thu được alpha glu và beta fructose, sai là D nhá. Câu 65. 65 ạ, 65 ạ. Cho các polymer sau, số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ạ. Butadien là trùng hợp, metinmet acrylat là trùng hợp, acronitrin là trùng hợp, nylon 6,6 là trùng ngưng, chỉ có một thằng trùng ngưng thôi. 65 đáp án đúng là đáp án B. 66. Mình thấy số mol 2 STX CX HI OZ cộng với oxy ra được CO2 cộng H2O. Số mol CO2 là 0,6, số mol H2O là 0,6. Mình bảo toàn khối lượng. Mình bảo toàn khối lượng thì mình sẽ có khối lượng của X cộng khối lượng của oxy bằng 0,6 x 44 cộng 0,6 x 18. Đến đây mình tìm được khối lượng của oxy bằng 0,6 x 44. 0,6 x 44, 0,6 x 44 cộng 0,6 x 18 bằng trừ đi 13,2 là khối lượng của este bằng 24. Đến đây mình tìm được số mol oxy chia 32 bằng 0,75. Do số mol CO2 bằng số mol nước nên ethanol đơn hở. Ethanol đơn hở nên công thức tổng quát là CnH2NO2. Được không ạ? Vậy hoàn toàn ở đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Mình sẽ có 2 lần số mol este cộng với 2 lần số mol O2 thì bằng 2 lần số mol CO2 cộng với lại số mol nước. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được số mol của X bằng 2 nhân 0,6 cộng với 2 cộng với 1 cộng với 0,6 trừ đi 2 nhân 0,75 bằng chia 2 bằng 0,15. Vậy suy ra số nguyên tử carbon bằng 0,6 chia 0,15 bằng 4. 4 vậy thì suy ra nó là C4H8O2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Một câu rất là dễ luôn. Đây là mã 208 các em nhá. Đây là mã đề 208 ạ. Chúng ta đang chữa đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2023 sớm nhất Việt Nam. Không ai sớm bằng chúng ta luôn. Câu 67 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đây là một lời khẳng định về chất lượng của thầy Minh Myelin, team Minh Myelin đối với tất cả các bạn và các em ạ. Những bạn nào muốn đăng ký khóa xuất phát sớm hóa học lớp 12 thì có thể vui lòng inbox cho thầy Minh với fanpage thầy Minh Myelin hóa học. Cảm ơn tất cả các bạn và các em. Câu 67. Phát biểu nào sau đây là đúng? Nước vôi trong là dung dịch CaOH 2 lần, quá dễ dàng. Câu 68. Sắt. Câu 68 ạ. Sắt tác dụng hoàn toàn với đồng 2 cộng thì sẽ tạo thành sắt 2 cộng cộng với đồng. Chúng ta tìm được số mol là 9,6 chia cho 64 bằng 0,15 mol. 0,15 mol đồng thì mình sẽ suy ngược ra được số mol sắt là 0,15. Vậy mình tìm được khối lượng 0,15 nhân với 56 bằng 0,15 nhân 56. Kết quả chúng ta bằng 8,4g. Đáp án đúng là đáp án D. 8,4g ạ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Cái câu số 68 này là một câu cực kỳ dễ, đúng không ạ? Câu 69 ạ. Câu 69 ạ. Câu 69. Khối lượng metinamin. Metinamin chính là CH3. CH3 NH2 tác dụng vừa đủ với HCl là 0,01 mol thì anh này là 0,01 mol. Vậy mình tìm được khối lượng của CH3 NH2 bằng bao nhiêu các em?
0,01 nhân 31 thì bằng 0,31 gram. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu số 70. Câu số 70 thực hiện phản ứng ST hóa. Cái này bạn nào mà học khóa nền tảng với thầy Minh thì làm ngon lành luôn. Đây là ST hai chức. Đánh cái này là 1, đánh cái này là 2, mình sẽ có 1 1 2 2 1 2. 2 1 trùng. Vậy sẽ là 3 anh nhá các em nhá. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D ạ. 3 anh. Câu 71. Một câu cực kỳ hay nhá. Câu này hay dã man luôn ạ. Câu này rất nhiều bạn không giải được nhá các bạn, chú ý này. Câu 71 này chúng ta có này. Hỗn hợp E gồm 2 hydrocarbon mạch hở. E gồm X, Y, phân tử khối X nhỏ hơn Y, nhỏ hơn 80. Cho 0,09 mol E. Có khối lượng là 4,2 gram. Vào lượng dư AgNO3 trong NH3. Trong NH3 thì thu được kết tủa 20,25 gram. Phần trăm khối lượng của X trong E. Thế ở đây mình sẽ có này. Các bạn nom kỹ thì mình giải này. Mình sẽ có phân tử khối trung bình của E. Nó bằng là 4,2 chia 0,09. Nào, 4,2 chia 0,09 bằng 46,66. Đúng chưa? 46,66 nhá. Vậy thì ngay lập tức do thằng M có phân tử khối, do thằng X có phân tử khối nhỏ hơn thì số mol nó sẽ nhỏ hơn, nên 4,66 này nó nằm ở giữa. Đúng không ạ? Mà hai thằng, một thằng phải nhỏ hơn. Vậy suy ra hai hợp chất hữu cơ, một thằng nó sẽ có phân tử khối, nó sẽ lần lượt có số mol, một thằng là 0,03, một thằng là 0,06. Được chưa? Anh này 0,03. Anh này 0,06. Xét cái anh hợp chất mà có phân tử khối nhỏ thì nó khả năng cao chắc chắn nó là C2H2. Được chưa? Thì kết tủa của nó là C2AG2. Kết tủa là 0,03. Vậy kết tủa còn lại, kết tủa còn lại sẽ có phân tử khối là, đây kết tủa còn lại, kết tủa còn lại số mol là 0,06. Thì phân tử khối nó là 20,25 trừ đi 0,03 nhân 240 bằng chia 0,06 bằng, đây bằng 217,5, nên loại. Nên loại nhá. Nên loại, không thể là CH2. Vậy thì mình chỉ còn một trường hợp thôi, nó chỉ có thể là C3H4. Nếu C3H4 thì đây nó là, đây nó sẽ là anh C3. Đấy. Nếu anh này là C3H4 thì anh này sẽ là C3H3AG với số mol 0,03. Thì kết tủa còn lại sẽ có phân tử khối là 20,25 trừ đi 0,03 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 3 cộng 3 cộng 108 bằng chia cho 0,06 bằng 264. Phân tử khối kết tủa còn lại là 264. Được chưa? Phân tử khối kết tủa còn lại là 264 thì mình nghĩ ngay nó là C4AG2. Được chưa? Vậy thằng Y của chúng ta nó sẽ là C4H2. Được chưa? Vậy này, đến đây đề bài hỏi phần trăm khối lượng của X trong E. Đây X đây. Đây X đây ạ. Vậy nó sẽ là 0,03 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 3 cộng 4 bằng phần trăm khối lượng nhá. Chia cho mở ngoặc đơn này N cộng với này 0,06 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 4 cộng 2 bằng nhân 100% bằng 44,4% ạ. Ô thầy đang tính nhầm à? Thầy đang tính nhầm à? Phần trăm khối lượng của X cơ mà. Phần trăm khối lượng của X trong E mà. Phần trăm khối lượng của X trong E mà. Thầy đang tính nhầm đấy ạ. 0,03 này nhân mở ngoặc đơn này 0,03 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 3 cộng 4 bằng này chia cho mở ngoặc đơn N cộng với 0,06 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 4 cộng 2 bằng này nhân 100% này bằng 28,57% ạ. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu này là một câu rất hay các em ạ. Câu này là một câu cực kỳ hay luôn nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 72. Câu 72 là một câu dã man, tàn bạo, vô nhân đạo. Đúng không ạ? Nào, câu 72 ạ. Câu 72 mới gọi là kinh điển. Câu 72 mới gọi là kinh điển ạ. 72 mới gọi là kinh điển các em ạ. 72 mới gọi là kinh điển. 72 này các bạn chú ý nhá, trong câu 72 này. Các bạn nhìn cách giải này. Bây giờ nhá, ở câu 72 này, bây giờ thầy Minh quy đổi hỗn hợp X.
Bây giờ thầy Minh quy đổi hỗn hợp X ở câu 72 này về hỗn hợp gồm natri này, bari này và oxy này. Các bạn nhìn vào đồ thị này, các bạn sẽ thấy này, số mol kết tủa BaCO3 bằng 0,0. Đây là số mol kết tủa BaCO3 bằng 0,04. Các bạn nhìn được không? Đúng không ạ? Số mol kết tủa BaCO3 bằng 0,04. Suy ra số mol bari bằng 0,04. Ok chưa ạ? Khi mà cho từ từ đến hết Z. Đây, Z là gì? Đây, cho từ từ đến Z. Đây, cho từ từ đến hết Z nhá. Cho từ từ đến hết Z vào 40ml HCl. Được không ạ? Khi cho, thế thì hỗn hợp Z của chúng ta, hỗn hợp Z của chúng ta, nó sẽ bao gồm có CO32- và HCO3-. Ta đặt số mol phản ứng. Số mol của CO32- phản ứng là A. Số mol HCO3- phản ứng là B. Được không ạ? Thì mình sẽ có hệ phương trình này. A cộng với B bằng số mol khí. Ok không? Đây này, khí đây này, 0,025 mol. 0,025 mol. Còn số mol H cộng đây là 2A cộng với B bằng 0,04. Đến đây hoàn toàn chúng ta bấm máy tính, chúng ta tìm được A và tìm được B. 912 ạ. 1 bằng 1 bằng 0,025 bằng 2 bằng 1 bằng 0,04 bằng. Mình sẽ có A của mình bằng 0,015. B của mình bằng 0,01. Ok chưa? Ok chưa? Vậy ngay lập tức mình sẽ có này, số mol CO32- ban đầu chia cho số mol HCO3- ban đầu, nó bằng A chia B và bằng 1,5. Ok chưa? Ok chưa? Tới đây bây giờ mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn carbon thì mình có số mol của carbon trong Z thì có phải chính bằng là 0,09 trừ đi 0,04 không? Vậy nó bằng là 0,05 không ạ? Nó bằng 0,05 chưa? Vậy từ đó mình sẽ suy ra được là dung dịch Z của mình. Câu này các bạn học thầy Minh giải quá quen rồi, bởi vì câu này trúng dạng ạ. Câu này trúng dạng cái câu số 72 này, trúng dạng với câu số 69 trong đề 16 khóa bí kíp luận đề của thầy Minh nhá. Trúng dạng lại dạng y xì luôn. Chỉ có thay số thôi ạ. Z thì chứa CO32 trừ là số mol là 0,03. HCO3 trừ số mol là 0,02. Tại sao thầy Minh biết điều đấy? Tại vì thế này. Mình sẽ có là số mol CO32 trừ ban đầu chia số mol HCO3 trừ ban đầu bằng 1,5 và số mol CO32 trừ ban đầu cộng với số mol HCO3 trừ ban đầu thì bằng 0,05. Thế là giải ra được luôn đó nhá. Và chắc chắn 100% là số mol Na cộng của chúng ta là bằng 0,08. Cuối cùng mình đi bảo toàn electron thì mình sẽ có số mol oxy trong X thì chính bằng, đây ạ, mình sẽ có là 0,04 nhân 2. 0,04 chính là số mol của bari này. Bari là 0,04 này. Được chưa? Nhân 2. Natri là 0,08 dựa vào bảo toàn điện tích. Được chưa? Nhân 1 cộng với 0,08 nhân 1. Được chưa? Chưa đóng ngoặc được, còn trừ đi oxy. Trừ đi 2 lần oxy, đây oxy đây. Đúng chưa? Trừ đi 0,02 nhân 2 chia 2 thì bằng 0,06 mol. Ok chưa? À sorry, đây là trừ đi hydro chứ. H2 bằng 0,02. H2 là 0,02, đây trừ hydro. Được chưa? Được bao nhiêu chia 2 ra được số mol oxy là 0,06. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng của X. 0,08 x 23 cộng 0,04 x 137 cộng 0,06 x 16 bằng 8,28 gram ạ. 8,28 gram. Đáp án chính xác câu 72 chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác câu 72 của chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án D là đáp án chính xác của chúng ta. Câu 73 này rất nhiều bạn sai nhục. Câu 73 này rất rất nhiều bạn sai nhục ạ. Polyethylene terephthalate thuộc loại polyamide, cái này sai, nó là polyester. Thế mình nói rất nhiều. Tơ được chế tạo từ ethylene terephthalate được gọi là tơ nhân tạo, sai, nó là tơ tổng hợp. Trong một mắt xích
mắt xích mình vẽ ra nhá. OC này, OC này, OCH2 này, CH2 này, OOC này, C6H4 này, COO này. Được chưa? Thì đây chỉ là CO thôi nhá. Đây vạch, đây là một mắt xích, đây là một phân tử với một mắt xích. Đây mắt xích nó sẽ là C1, 2, 3, 4, C10, H2 đây là 4, 4, 4 là H8, O1, 2, 3, 4, O4. Đây là một mắt xích. Vậy mình tìm được phần trăm của carbon ạ. 12 x 10 bằng chia mở ngoặc đơn N cộng 8 cộng 16 x 4 bằng nhân 100% bằng 62,5 cơ ạ, chứ không phải là 17,14. Sai tiếp. Trong phản ứng tổng hợp PET từ acid tereftalic và ethylene glycol thuộc lại phản ứng trùng ngưng. Đúng chưa? Cái này là trùng ngưng nhá. Chính xác. Từ ethylene điều chế trực tiếp từ ethylene glycol, chính xác, bởi vì là từ ethylene chúng ta cho tác dụng với lại KMnO4 trong H24 là được. Ok chưa? Vậy mình sẽ có hai phép biểu đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 74. Câu 74 cho phát biểu sau. Số phát biểu sai là acid glutamic là chất lưỡng tính, đúng. Amino acid là chất hữu cơ tạp chất, đúng. Trong phân tử protein luôn chứa liên kết peptide, đúng. Bởi vì protein được tạo bởi từ chuỗi các polypeptide mà. Thực hiện phản ứng trùng ngưng, các amino acid đều thu được peptide là sai. Trùng ngưng các alpha amino acid thôi, chứ còn các amino acid thì không bao giờ thu được peptide, bởi vì peptide là các gốc alpha amino acid tạo thành. Thành phần nguyên tố bột ngọt mì chính chỉ gồm CHNA và O là thiếu, còn thiếu nitơ. Được chưa? Vậy sai. Vậy ở đây mình sẽ có hai nhận định sai các em nhé. Hai phát biểu sai, đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Hai phát biểu sai. D ạ. Các bạn nhớ chưa? D, hai phát biểu sai. Câu 75 ạ, một câu thí nghiệm. Thí nghiệm này không phải thí nghiệm vật dụng cao, thí nghiệm vô cơ đơn giản. Cho đinh sắt cạo sạch vào ống nghiệm, bước 1 chưa có nói gì cả. Bước 2 thêm H4 loãng thì dẫn đến là có khí hydro bay lên. Bước 2 xuất hiện bọt khí có màu, đúng. Bước 2 sắt bị khử là sai, sắt bị oxy hóa. Bước 3 hợp chất sắt 2 bị oxy hóa thành hợp chất sắt 3, đúng rồi. Sắt dương 2 cộng với K2Cr2O7 để tạo thành sắt dương 3 cộng với Cr dương 3. Thì bị oxy hóa thành hợp chất sắt dương 3 là đúng. Trong bước 3 hợp chất chrome 6 bị oxy hóa là sai, phải bị khử chứ ạ. Ở bước 2 nếu thay H4 loãng bằng HCl thì không xuất hiện bọt khí, cũng sai nốt. Vậy ở đây chúng ta chỉ có hai phát biểu đúng thôi các em ạ. Hai phát biểu đúng, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B ạ. Câu 75 của chúng ta đáp án B các em nhá. Ngon lành. 76 lấy 9 về tặng mẹ nào. Các em ơi, 76 vác 9 về tặng mẹ. Sẵn sàng vác 9 về tặng mẹ chưa? 76 nhá, vác 9 về tặng mẹ. Ngon lành cành đào luôn. Ôm 9 điểm về tặng mẹ. 8,8 gam hỗn hợp gồm sắt và kim loại M tác dụng với HNO3 dư, thu được dung dịch X không chứa muối amoni và 0,2 mol hỗn hợp B gồm NO, NO2, tỷ khối xoay đô bằng 19, vậy phân tử khối trung bình của nó bằng 38. Anh này là 30, anh này là 46. 8. 8, vậy mỗi anh này là 0,1. 0,1. Cô cạn X thu được mg muối. Y. Cô cạn thu được Y. Nung Y đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z. Và hỗn hợp khí E gồm khí và hơi, cho toàn bộ E vào nước, không có khí thoát ra. Dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan. Chất tan nồng độ 4,662%. Rất dễ nhá. Ta có này, ta có này. Các bạn lưu ý cho thầy ạ. Toàn bộ E, đây là toàn bộ hỗn hợp E vào nước. Vậy mình sẽ có là số bảo toàn nitơ. Đầu tiên là bảo toàn nitơ các em nhá. Mình có ạ. Cũng không hẳn là bảo toàn nitơ, mình sẽ có là số mol NO3 trừ trong muối thì bằng số mol electron nhường. Và chính bằng số mol electron nhận 0,1 x 3 cộng với 0,1 x 1 thì bằng 0,4 được không ạ? Vậy ngay lập tức mình sẽ tìm được, ngay lập tức mình sẽ tìm được số mol NO2
trong E, bởi vì khi nhiệt phân nhá, nhiệt phân đến khối lượng không đổi thì mình sẽ thu được hỗn hợp E mà. Được không ạ? Vậy mình sẽ tìm được số mol của NO2 trong E nó sẽ bằng là 0,4. Suy ra số mol của O2 trong E thì bằng 0,1. Suy ra tìm được số mol HNO3 trong T thì bằng 0,4. Được chưa? Mình sẽ có là M dung dịch T của mình có phải là bằng HNO3 đây là 0,4 nhân với 63 chia cho đề bài nói chúng ta là 44,662% là 0,04662 không ạ? Và bằng 0,4 nhân 63 chia 0,04662 bằng 540,54 gram. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được khối lượng của nước. Được chưa? À từ từ. Ừ đúng rồi, mình tìm được khối lượng của nước trong E nhá. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của nước trong E. Khối lượng của nước trong E thì có phải là bằng khối lượng của T là 540,54 trừ đi ạ, 500 gram nước hay không? 500 gram nước trừ đi khối lượng của NO2 trừ đi khối lượng của O2 và bằng 540,54 trừ 500 trừ đi M của NO2 ạ. Trừ đi M của NO2 trừ đi M của oxy ạ. Đây M NO2 đây 0,4. 0,4 nhân 46 trừ M của O2 là 0,1. Nhân 32 bằng 18,94 ạ. 18,94. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng của Y. Nó sẽ bằng khối lượng của Y là M đấy ạ. Đây là M gần nhất với giá trị nào. Đây M gam hỗn hợp muối Y. Ok chưa? Vậy khối lượng của Y thì có phải chính là bằng khối lượng của Y ạ, thì có phải chính là bằng 8,8 này. Bảo toàn khối lượng ạ, 8,8 cộng với số mol của HNO3. Đây ạ, số mol của HNO3 đây 0,4 nhân với 62 cộng với 18,94 ạ. Thì bằng bao nhiêu ạ? 8,8 cộng 0,4 nhân với 62 cộng 18,94 bằng 52,54 ạ. 52,54 thì gần bằng là 52,5. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ nhá. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B bỏ. Vác 9 về tặng mẹ rồi này. Vác 9 về tặng mẹ rồi này. 77 này. Vác 925 này. 77 vác 925 này. Hôm nay chúng ta là người đầu tiên của đất nước này chữa cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Người đầu tiên ạ. Câu 77. Nhôm là kim loại nhẹ dẫn điện tốt. Đúng. Hỗn hợp tép mít dùng để hàn đường ray. Đúng. Khi đốt bột nhôm cháy trong không khí với ngọn lửa sáng chói. Đúng. Ở nhiệt độ cao nhôm khử được nhiều ion kim loại trong oxit. Đúng. Nhôm bị thụ động trong HNO H24 đặc nguội. Đúng. Về đây có 5 nhận định đúng. D ạ. Vác 9 về đây 9,5 rồi. Lên 9,5 các em ơi. Lên 9,5 nào. Lên 9,5 nhá. Các bạn cùng nhìn nhá. Phân tích hợp chất hữu cơ E có kết quả phần trăm khối lượng như sau. Ok chưa? Đây ạ, carbon hydro oxy đầu tiên xử cơ năng đã. Carbon hydro oxy xem đủ bằng 100% nhờ, đủ 100% rồi đấy. Đúng rồi. Vậy mình sẽ có này, đặt công thức đơn giản nhất. CXHIOZ X chia Y chia Z bằng 40,68 chia 12 5,08 chia 1 54,24 chia 16 bằng 40,68 chia 12 bằng 3,39 chia 5,08 chia 54,24 chia 16 bằng 3,39. Vậy 3,39 là nhỏ nhất, tất cả cùng chia 3,39. 1 chia 5,08 chia 3,39 bằng 1,49 chia 1. Vậy suy ra 2 chia 3 chia 2. Vậy công thức đơn giản nhất nó là C2H3O2. Vậy công thức phân tử nó sẽ là C2H3O2 tất cả n lần. Mà phân tử khối của E bằng 118. Đây, bằng 118. Vậy suy ra n bằng 118 chia cho 12 nhân 3 cộng 3 cộng 32 bằng ạ. Ôi, 118 ạ.
118 chia 12. Phân tử của 118. Phân tử khối bằng 118 ạ. 118 gam mà, đúng không? Phân tích phổ khối lượng. À không. Đúng không nhỉ? Cho biết E phân tử E phân tử khối bằng 118 này, thầy có bị chia nhầm không? 12 nhân 2 cộng 3 cộng 32 bằng này 118 chia N. Ờ vừa nãy ấn nhầm, N bằng 2. Vậy công thức của nó là C4H6O4. Ngon lành nhá. Ok chưa? Vậy này, mình sẽ có này, E ăn 2 NaOH. Vậy E ta là ST2 trước rồi, tạo thành XYZ và X ăn HCl, Y ăn HCl. Vậy điều này X là muối của natri và Y là muối natri. Vậy ngay lập tức mình sẽ suy ra E của chúng ta chắc chắn nó chỉ có thể là HCOO CH2. Đúng chưa? CH2 COO CH3. Nó chỉ có thể là anh này. Ok không? Vậy ngay lập tức mình sẽ có anh X của chúng ta nó sẽ là HCONA. Anh Y của chúng ta nó sẽ là HOCH2. Sorry ạ, chỗ này thầy dư một nhóm CH2. HOCH2 COONA. Ok chưa? Và Z của chúng ta chắc chắn là CH3OH. Vậy suy ra F của chúng ta, suy ra F là đi từ X là H COH, Y là HO CH2 COH. Ok chưa? Ok chưa? Đấy là F nha. Ở đâu F? Đây là T. T. Đề bài hỏi này, chất F không có khả năng tham gia phản ứng chắc bạc, sai chưa? Sai là A, vì HCOH có khả năng tham gia phản ứng chắc bạc. Vác 9,5 về tặng mẹ các em ơi. Câu 79. 79 vác 9,5 về tặng mẹ nào. Ngon lành ạ. À. Ngon lành cành đào vác 9,5 về tặng mẹ. Ui ôi. Đề này giải ngon lành. Cho hơi nước. Hơi nước là H2O. Hơi nước là H2O. Đi qua than nung nóng đỏ thu được 0,8 mol hỗn hợp khí X gồm CO, CO2, H2. Toàn bộ X tác dụng hết với CuO dư đun nóng thu được chất anhy. Thế chất anhy chắc chắn là đồng. Và CuO hòa tan hoàn toàn Y bằng H4 đặc nóng, SO4 đặc nóng, thu được SO2 đồng lên đồng dương 2. Khí là khí SO2. Sản phẩm khử duy nhất 0,6 mol. Phần trăm thể tích của CO trong X là, ui câu này dễ quá. Câu này về mặt bản chất nó chỉ như thế này này. Khi mà phản ứng với CuO ấy thì chỉ có CO và hydro tham gia phản ứng thôi, còn CO2 không tham gia phản ứng. Thì CO và hydro phản ứng tạo thành CO2 và H2O. Được không ạ? Thì mình sẽ có là carbon trong CO từ carbon dương 2 lên carbon dương 4. Hydro ở từ hydro 0 lên hydro dương 1. Thì nếu mình bảo toàn E thì mình có CO này lên đây là 2E, thằng này lên đây là 2E. Vậy mình sẽ có 2 lần số mol của CO cộng số mol của hydro cộng số mol hydro phản ứng đấy ạ. Thì nó luôn bằng. Đây là mình nhìn thế này, đồng dương 2 cuối và đồng dương 2 không ảnh hưởng, nhưng lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 6 trừ 4, 2 lần số mol SO2. Vậy mình tìm được số mol của CO, số mol của CO cộng số mol của hydro sẽ bằng số mol của SO2. Số mol SO2 là 0,6. 0,6. Được không ạ? Với số mol của SO2 là 0,6 nhá. Với số mol của SO2 là 0,6 thì ngay lập tức, ngay lập tức mình đặt đi. Mình đặt số mol hydro là A thì số mol của nước là A, bảo toàn hydro. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì số mol của CO là 0,6 trừ A. Thì số mol của CO2 nó là gì? Nó là B. Vậy tại đây mình sẽ có một cái phương trình. Đó là gì? Hệ phương trình ạ. Mình sẽ có A cộng B. A cộng B cộng 0,6
trừ A, đúng chưa, thì bằng 0,8. Ngon nhá. Phương trình thứ hai bảo toàn oxy. Mình sẽ có này, A này cộng với này 0,6 trừ A cộng với lại 2B. Đây là A bằng chưa, vế này là oxy là bằng. Đây là A này bằng 0,6 trừ A cộng với 2B. Vậy đến đây mình tìm được A và B. A hết B bằng 0,2. A vứt sang đây là 2A. 2A thì bằng 0,6 trừ 2B. B bằng 0,2. 0,6 trừ đi 2 nhân 0,2 bằng chia 2 bằng A bằng 0,1. Đây bài bỏ là hỏi về phần trăm của gì ạ? Phần trăm của CO. A bằng 0,1. A bằng 0,1. Ở chỗ này như thầy tính nhầm đấy. A phải to hơn chứ. A phải bằng 0,5 cơ. Chỗ này như bị nhầm ở đâu đó. A cộng B thì số mol của CO2 là bằng 0,2. Đúng rồi, tổng nó bằng 0,6. B bằng 0,2, đúng. 0,6 trừ 2B. Xem nào. 2A vứt sang đây là 2A. 0,6 cộng 2B chứ. 0,6 cộng 2B. Thế thì sai à? Chỗ này từ từ bình tĩnh. Đây là hơi nước đi qua than nung nóng đỏ thu được CO, CO2 và hydro. A thì bằng 0,6 trừ A cộng với 2B. Rồi 2A vứt A sang đây là 2A. 2A thì bằng 0,6 cộng 2B. À rồi, đúng rồi. Đây 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 đây. 0,2 nhân 2, B bằng 0,2 mà. 2 nhân 0,2 cộng 0,6 bằng 1 chia 2. Đúng rồi, A bằng 0,5 mà. A bằng 0,5, vậy CO bằng 0,1. 0,6 trừ 0,5 bằng 0,1. Vậy phần trăm thể tích CO trong X 0,1 chia 0,8 nhân 100%, 12,5%. Đáp án đúng là đáp án D, 9,75 mang về tặng mẹ. 9,75 mang về tặng mẹ các em ạ. Ngon lành cành đào. Vác 10 về tặng bố này. Vác 10 về tặng bố này. Cho bố hạnh phúc này. Nào, vác 10 về tặng bố cho bố hạnh phúc này. Vác 10 về tặng bố. Vác 10 nha, vác 10 về tặng bố nha. E là hỗn hợp 3 este mạch hở X, Y, Z chỉ chứa chức este đều tạo bởi axit carboxylic và ancol no, trong đó X đơn chức, Y2 chức. X đơn, Y2 chức, Z3 chức. Đốt cháy mờ game trong oxy dư thu được CO2 0,22, H2O 0,176. Mặt khác, cho mờ game phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp F gồm can côn và muối khan tê. Muối khan tê khối lượng là 6,112. Đốt cháy toàn bộ T thu được Na2CO3 0,106, H2O 0,102. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các muối trong T đều không có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc. Phần trăm khối lượng của X trong E, phần trăm khối lượng của X trong E càng ấy. Câu này căng các em ạ. Muối này là muối không trắng gương. Thế Na2CO3 rồi mình đặt nó là A đi. Được không ạ? Na2CO3 đặt là A đi. Vậy có phải mình sẽ có bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy không? Đặt oxy là B. Bảo toàn oxy. Muối khan này. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh tư duy tí đã nhỉ. Bình tĩnh tư duy đi đã. Xem nào, E cho khối lượng không? Đốt cháy mờ game không cho khối lượng rồi. Thu được hỗn hợp này. Mặt khác mờ game ra được muối khan này. Đấy, thế bây giờ đặt A rồi. Vậy mục tiêu của chúng ta đặt A là số mol Na2CO3 rồi. Thì trong muối khan này này thì nó sẽ có COONa thì nó là 2A. Đúng không ạ? Vậy mình đi bảo toàn nguyên tố oxy. 2 x 2A
cộng với 2B thì bằng 3 cộng với đây là số mol 0,106 là số mol của CO2 mà. 0,106 là số mol CO2 mà. CO2 0,106. Đây ạ. Thì cộng với 0,106 nhân 2 cộng nước là 0,102 nhân 1. Ok chưa? Một phương trình. Phương trình thứ hai bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng 6,112 cộng 32B thì bằng 106A cộng với 44 nhân 0,106 cộng 18 nhân 0,102. Được không ạ? Đến đây mình tìm ra AB. Bấm máy tính ạ. 912. 4A trừ 3 thì còn A. 2B. 0,106 nhân 2 cộng 0,102 bằng 106A trừ 32B. 6,112 trừ đi 44 nhân 0,106 trừ đi 18 nhân 0,102 bằng A bằng 0,038. A bằng 0,038. B bằng 0,138. 0,138. Được chưa? Mình ra B các em nhá. Ok nhá, mình ra B nhá. Vậy bây giờ mình bảo toàn carbon. Từ từ. Đúng rồi, mình bảo toàn carbon. Đây carbon ở bên trong E. Carbon trong E nó bằng là 0,22. Hydro trong E nó bằng là 0,176. 0,176 mà nhân với 2. 0,176 nhân 2 bằng 0,352. Oxy trong E thì nó bằng 2 lần A. 2 lần A, A đâu? Đây ạ, 0,038 nhân 2 bằng 0,076. Ok chưa? Ok chưa? Vậy bây giờ mình bảo toàn carbon, mình tìm được carbon trong F. Carbon trong F bằng bảo toàn carbon nhá, 0,22 trừ đi này. Carbon trong muối khan đây thì bằng là 0,106 nhân 1 trừ đi 0,038. 0,076, carbon trong F bằng 0,076. Được không ạ? Vậy để bài có bắt đốt F không? Đốt E này. Giả sử đốt F đi. Đúng chưa? Vậy suy ra CO2 đốt F nó sẽ chính bằng là 0,076. Ok chưa? Được chưa? CO2 đốt F. Bảo toàn hydro thì mình sẽ có hydro trong F bằng, đây hydro trong ban đầu đây, 0,352 trừ đi hydro trong bọn này này, 0,102 nhân 2 bằng 0,148. Đúng không ạ? Còn hydro đâu nữa không? Hết rồi. Còn hydro đâu nữa không nhỉ? Hydro ở đây là bằng hydro ở đây là không phẩy 176 nhân 2 trừ đi hydro trong nước là 0,102. 0,102 nhân 2 bằng 0,148. Hydro đốt F 0,148. Càng đấy. Số mol NaOH của chúng ta thì bảo toàn lại 0,038 nhân 2 bằng 0,076. Mình nhìn thấy là carbon trong F thì lại chính bằng số mol NaOH. Đúng chưa? Carbon trong F chính bằng số mol NaOH. Thế mà đây có este đơn chức, este ba chức. Vậy mình nghĩ đến ngay việc là cái thằng ancol chúng ta là số nguyên tử carbon phải bằng số nhóm OH. Mình nghĩ ngay đến nó là C3 hay CH3OH và C3H5.
OH 3 lần. Nó chỉ có thể rơi vào hai thằng này. Nhá. Nó chỉ có khả năng rơi vào hai thằng này thôi. Không thể lệch đi đâu được. Mình có carbon, mình có hero, mình đặt đi X, Y. Được chưa? Mình sẽ có này. Đầu tiên bảo toàn carbon. X cộng 3Y bằng 0,076. 4X cộng 8Y bằng 0,148. Đến đây tìm bích kỵ. 912. 1 bằng 3 bằng 0,076 bằng 4 bằng 8 bằng 0,148 bằng. Ô lẻ à. Thế thì chỗ này hình như hero thể tính lỗi rồi. Hero thể tính lỗi đấy. 0,176 mon H2O. Rồi phản ứng NaOH thu được đập F. 6,112 gam các muối khan. Đốt cháy toàn bộ T thu được 0,102. Các muối trong T đều không có khả năng tạo ra. À đây thầy chưa quên đây. Thầy chưa cộng hero trong này. Hero trong F của thầy tính sai. Thầy quên chưa cộng trong này. Đây ạ, hero trong F của thầy nó phải như này cơ. 0,176 nhân 2 cộng 0,176 nhân 2 cộng 0,076 trừ đi 0,102 nhân 2 bằng. Đây này, 0,224. Đây bây giờ mới đúng. Bằng 0,224 ạ. Mình sẽ có ạ. 912 ạ. 1 bằng 3 bằng 0,076 bằng 4 bằng 8 bằng 0,224 bằng. Rồi ok ngon. X bằng 0,016. Y bằng 0,02. Rồi. Càng đấy. Câu này xứng đáng càng. Được không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ nhìn thấy thế này. Carbon trong F xong nhá. Xong được thằng ăn côn nhá. Xong thằng ăn côn nhá. Bây giờ đang xử lý thằng muối. Thằng muối bây giờ mình phải quy đổi thôi. Hỗn hợp muối bây giờ mình quy đổi. Hỗn hợp T mình bắt buộc phải quy đổi nó về CH3CONA là X, CONA 2 lần là Y, và CH2 là Z. Được không ạ? Đầu tiên là về khối lượng. 82X cộng 67 x 2. 67 x 2 bằng 134y. Ờ vừa nãy đây xy rồi, đây đặt UZT đi. UT đi, không toang. UVT. UV cộng 14T bằng 6,112. Xong rồi phương trình nhá. Phương trình thứ hai là số mol nhóm CONA. U cộng 2V thì bằng đây 2 lần A. A vào đây tìm bao nhiêu đấy? 2 lần A. A đâu rồi? A đây 0,038. Được chưa? Phương trình cuối cùng. Phương trình cuối cùng ạ. Phương trình cuối cùng ạ. Phương trình cuối cùng là phương trình gì bây giờ ạ? Phương trình cuối cùng mình có 3 lần rồi. Mình còn cần một phương trình nữa thôi là xong. Phương trình cuối cùng là gì bây giờ nhỉ? Cháy không? À cháy đấy. Nên chưa chạy. À bảo toàn oxy đi. Bảo toàn oxy mà. Bảo toàn oxy là ngon. 2U cộng 4V hết cộng với 2 nhân 0,138 bằng 0,038 nhân 3 cộng 0,106 nhân 2 cộng 0,102. Rồi, giải UVT. Giải UVT các em nhá. 82 bằng này, 134 bằng này, 14 bằng này, 6,112 bằng này, 1 bằng 2 bằng này, 0 bằng này, 2 nhân 0,038 bằng này, 2U bằng này, 4V bằng này. T không có. Này dễ cái này bị trùng lắm. Dễ này trùng đấy. Bảo toàn oxy mà. Hiến xem nhá. Dễ cái hệ này bị trùng. 0 bằng này. Bên này là 0,038 nhân 3 cộng 0,106 nhân 2
cộng 0,102 trừ đi 2 nhân 0,138 bằng. Đấy, biết ngay bị trùng. Cái hệ dưới bị trùng. Cái hệ dưới bị trùng, trùng với lại cái U cộng 2V này, này. Thầy viết là thầy biết bị trùng rồi. Viết phát là biết bị trùng luôn. Căng nhà. Căng nhà. Vậy bây giờ phải tính toán thế nào đây ạ? Bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon đi. Bảo toàn carbon đi các em ơi. Bảo toàn carbon ạ. 2U cộng với 2V cộng với T thì bằng carbon bên này 0,038 cộng 0,106. Cái này chắc ngon. Ra UVT. Ra UVT ạ. Bấm 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 bấm. 2 bằng 2 bằng 1 bằng 0,038 cộng 0,106 bằng. Rồi, ngon rồi. U bằng 0,068. V bằng 4 x 10 mũ trừ 3. T bằng 0 có ngon. T bằng 0 ngon quá. Bây giờ mình đi ghép thôi. Ôi, vậy mình muối khan ngon quá nhỉ. Bây giờ mình ghép này. X này. X của chúng ta chắc chắn nó là ethanol đơn chức. Vì nó chỉ có thể là CH3COO. CH3 thôi. Số mol chính là U 0,068. Hay là 0,016. 0,016. 0,016. CH3COCH3 mà. Tính như thằng này nhỏ nhất cứ để đấy đó. Thằng Y này. Là COO. CH3. À không được. Tất cả hai lần không được, không được. Thằng này mới là thằng V để 4 x 10 trừ 3 thằng nhỏ nhất. 4 x 10 mũ trừ 3. Vậy thì thằng này còn là 0,016 trừ đi 4 x 10 mũ trừ 3 nhân 2. 0,016 trừ đi 4 x 10 mũ trừ 3 nhân 2 bằng 8 x 10 mũ trừ 3 0,008. Anh này phải là 0,008. Được không ạ? Còn Z. Z bây giờ nó chỉ có thể là anh này thôi. CH3 COO. Tất cả 3 lần C3H5 mà thôi. Ok chưa? Và chơi thằng C 3H5OH tất cả 3 lần là 0,02. Ngon lành cành đào. Phần trăm khối lượng của X trong E. X đây. Ngon rồi. Phần trăm khối lượng của X trong E các em ơi. Bấm 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 nốt là xong này. 0,08 nhân với 0,008 nhân với 74 bằng chia cho mảng một đơn N cộng này 4 x 10 trừ 3 nhân với mảng một đơn này 44 cộng 15 đóng một đơn nhân 2 cộng với này mảng một đơn này cộng với này 0,02 nhân mảng một đơn này 15 cộng 44 đóng một đơn nhân 3 cộng 12 nhân 3 cộng 5 này đóng một đơn này, cái chỗ này phải mảng một đơn nữa. Run quá, lấy 10 nhân 100%. Lấy 10 các em ạ. 10,91. 10,91. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án A các em ạ. Vào ở đây, thầy Minh đã cùng với tất cả các bạn và các em lấy 10 điểm mã đề 208 đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 sớm nhất Việt Nam. Tuyên dương tất cả các bạn hai, tuyên dương tất cả các bạn đã thực hiện tốt kỳ thi ngày hôm nay. Và mỗi bạn thực hiện tốt kỳ thi ngày hôm nay, các bạn đều đã chiến thắng. Các bạn chú ý theo dõi bảng đáp án trên fanpage của thầy mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Bye bye, chào tạm biệt các bạn và các em. Và hôm nay đây chính là, và hôm nay ạ, là ngày mà các bạn vinh danh. Bye bye, chào tạm biệt.